đánh bay mảng bám răng, ố vàng, hơi thở có mùi chỉ trong vòng một nốt nhạc. Anh chị đã biết chưa? Nếu như mà răng của anh chị bị ố vàng, mảng báng và hơi thở có mùi thì đây là cách giúp cho anh chị sở hữu hàm răng trắng bóng, chắc khỏe và hơi thở thơm tho rất là đơn giản anh chị nhé. Đó chính là chúng ta dùng lá húng quế ạ. Trong lá húng quế thì nó có chứa tinh chất làm răng của anh chị trở nên trắng và sạch hơn. Ngoài ra còn bảo vệ răng miệng khỏi các vấn đề như là chảy máu, mưng mủ hoặc là viêm niếu. Nếu như mà anh chị hôi miệng do ăn uống ấy, thì có thể nhai một ít húng quế hay là súc miệng với nước húng quế cũng giúp làm sạch miệng và hơi thở thơm hơn rất là nhiều đấy. Nếu như mà răng của anh chị bị ố vàng ấy thì chúng ta chỉ cần lấy vài giọt lá húng quế và một ít vỏ cam giã nát để cho ra tinh dầu. Sau đó cho một ít kem đánh răng và một chút nước vào, đánh đều hỗn hợp này rồi lấy bàn chải chải răng nhúng vào và đánh răng 1 tuần 2 đến 3 lần thôi. Kiên trì đánh như vậy sẽ giúp cho anh chị đánh bay mảng bám, ố vàng, sở hữu hàm răng trắng bóng và chắc khỏe anh chị nhá. Anh chị hãy chia sẻ cái mẹo nhỏ cực kỳ hay này cho nhiều người cùng biết để cùng áp dụng và cùng nhau bảo vệ cái hệ răng miệng của mình thật là trắng, thật là khỏe, thật là thơm anh chị nhá. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.